Nghĩ sao vậy? Hello, xin chào tất cả anh em. Nay anh em mình tiếp tục có một trò chơi. Đây một thằng nè, từ từ coi. Một thằng nè, hai thằng nè, ba thằng nè, bốn thằng nè. Ai kêu qua đây mày? Mình là năm thằng, sáu thằng. Còn thằng ông nội cái đi đái gì gì nữa rồi. Sáu thằng nè. Hôm nay anh em sẽ có một trò chơi. Để bây giờ mình quay cái cảnh trò chơi cho anh em xem. Đây. Mày từ đây đi qua kia. Đứa nào đi được từ đây qua tới bên kia là xin đứa đó thắng. Cho con quay clip với con. Đứa nào thắng đứa đó sẽ thắng được 10.000. Quay được. Rồi bây giờ anh em bắt đầu thôi nha. Rồi bây giờ để anh mình khởi đầu trước cho nè. À mà nhiêu ký hả? Ba mấy, bốn, năm mấy dạ? Còn nè, chịu đừng có gung. Sao không chịu té gì hết? Đừng, để im đi, đừng có đụng gì hết là nó không có gung à. Rồi, giờ đi nè. Này ăn 10.000 khó lắm. Rồi, con qua đi. Con tranh thủ qua kia đi. Rồi, phút đi trước đi. Từ thôi. Đó. Đừng có lăn. Dạ. Con đang chơi. Mới nên chỉ nghĩ đến chơi. Rồi. Phú đã đứng là hoàng lâu. Đứng yên đi Phú. Đi chạy qua chị lại. Đúng đó. Dạ. Ba. Ở bắt đầu rung rồi đó, bắt đầu rung. Phú. Chết, chết. Xém được mất 20 rồi. Phú vậy em kêu qua Phú. Rồi từng đấu qua nha. Ngồi con Phú đi nè. Đó nè, đi nè. Nè, cấm bóng. Mày tự nhảy. Quá trường, trường. Trường. Từ từ. Bên này thấy gần tuột rồi nè, gần tuột xuống nè. Kéo lên. Rồi. Đứa nào đi được hết trơn kìa. Chân ướt. Người lớn kia. Nó ướt trơn này sao qua? Cái này rung lắc nữa tới đó là rung lắc à. Dữ vậy. Tới đó là lắc không à. Ở tới hai thằng tới em nè. Lắc vậy mới khó chứ không lắc là đi mấy hồi đâu. Cơn khó cười, khó kêu quá. Nè, té đi. Em. Gung gung. Kéo lên. À, kéo lên, kéo lên. Không tới được mày vậy Hiếu. Kéo lên, Hiếu không có chơi. Đi. Đi được đó. Đi qua tới kia luôn coi. Đừng lắc, để đi, lấy đi. Cái tay đi, để cái tay á.
hồn. Cho thui thiên xuống nước tắm lại cho anh em vui coi. Rồi tắm cho anh em vui. Tắm cho anh em vui nè. Nè, một thằng Vĩnh ra đi. Một thằng Vĩnh ra đi. Rồi, đứa nào Vĩnh. Chứ nó cầm nó bung lắm. Rồi, hào rớt. Muốn quạt nó, muốn quạt. Vĩnh đi đây. Vĩnh đi đây. Quăng cây đó ra đi. Nãy giờ không có con nào chơi được hết em ơi. Nào nấy đi nửa đường té, sắp mặt sắp mũi hết rồi. Còn mấy bước nữa là được rồi. Phù. Ai, chơi vậy được đó nào. Rồi, đang hiếu kìa, đi đây. Không nhận khó anh em, đi không được. Ý là mình không chắc xà bông đó nha, đi không được đó nha. Em chắc xà bông nữa thì thôi, khỏi bước luôn. Bây giờ tăng lên 50 nha anh em, coi thử coi có thằng nào nó cố gắng đi được không. Thằng Phú nha, nhúng hoài à. Rồi tới bên này nè, tới bên này nè, con nãy đi lần nữa. Đi được hết á. Đúng. Thằng ông nội này chụp ít không à. Lên gần tới rồi. Rồi chắc clip bên đây kết thúc nha anh em. Anh em thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ ủng hộ anh em mình nha.